Tôi là Mi Tuyến. Tôi đến với nghề tóc bằng trái tim, bằng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê. Và ngọn lửa ấy được thắp sáng cho tới hôm nay và mãi mãi. Với nghề tóc, không đơn thuần là kỹ thuật trên mái tóc, phải có suy nghĩ và trái tim nghệ thuật kết hợp với nghệ thuật chăm sóc khách hàng. Vấn đề không có ý tưởng và không đổi mới trong công việc làm ảnh hưởng tiến độ và nhiệt huyết của công việc rất nhiều. Hơn 20 năm qua, tôi vẫn luôn trau dồi kiến thức từ nhiều nơi, tổng hợp lại và sáng tạo không ngừng nghỉ cho sự nghiệp làm đẹp mái tóc. Tôi có rất nhiều học trò, việc truyền lại kiến thức và bản lĩnh làm nghề làm cho tôi đam mê với nghề hơn, dồn hết tâm huyết của bản thân cho việc đào tạo, dạy nghề. Chỉ có một mong ước các em sẽ thành nghề, thành danh hoặc ít nhất là thành nhân. Và dù cho làm gì, tôi luôn nhắc nhở các học trò phải đặt chữ tâm lên hàng đầu.